Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem livestream của em Trang. Hiện tại thì em Trang đang có mặt tại cửa hàng xe máy Minh Thành 3, có địa chỉ tại tổ dân phố Ba Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Và hôm nay là ngày 20 tháng 3, em Trang báo giá tất cả các loại xe đang có tại cửa hàng cho quý khách hàng cập nhật. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe, tư vấn xe về màu sắc là trả góp thì có thể liên hệ em Trang qua số điện thoại 0961 836 660 giúp em nhé. Ngay bên cạnh em Trang đây là dòng xe quốc dân của tất cả mọi người luôn ạ. Dòng xe Quay Alpha. Quay Alpha thì hiện tại đối với màu xanh này thì giá bán bên em Trang đang có giá khoảng hơn 18 triệu đồng. Giá nguyên xe là chưa bao gồm đăng ký và phụ kiện. Ngoài ra thì bên cạnh đây sẽ là dòng Quay Alpha phiên bản đặc biệt. Dòng sơn này sẽ là sơn nhám, sơn dần và giá sẽ rất chênh hơn dòng Quay Alpha xanh một chút. Nó sẽ có giá khoảng hơn 19 triệu đồng ạ. Đối với thủ tục trả góp thì đối với dòng Quay Alpha này thì anh chị cần chỉ trước cho em Trang khoảng từ 5 triệu. Là chỉ cần một căn cước công dân. Thủ tục thì nhanh gọn, chỉ khoảng 10 đến 15 phút thôi là mình có thể dinh xe về rồi ạ. Tiếp theo đây thì em Trang xin mời tất cả các quý khách hàng vào showroom. Trong thì đang trưng bày tất cả các loại xe thì em có thể báo giá rõ hơn cho nhà mình ạ. Sau đây thì em Trang xin giới thiệu một số những cái phụ kiện mà lắp trên xe dòng xe Quay Alpha cho khách hàng tham khảo nhé. Đối với dòng Quay Alpha thì như trên chiếc xe Quay Alpha màu đen này thì bên em sẽ trang bị thêm là mặt nạ thời trang ạ. Thì rất đẹp, bắt mắt. Ngoài ra thì có thêm đèn LED ạ. Đèn LED thì đèn siêu sáng luôn, đi buổi tối thì siêu sáng ạ. Bộ bảo vệ xe bao gồm những cái móc và những cái giá đèo hàng này rất chắc chắn luôn, hoặc đơn giản là mình có thể dán nylon để chống xước. Đối với dòng Quay Alpha này mình có thể độ vành đúc ạ. Đi vành đúc thì rất là khỏe này. Vành này thì nhìn rất là cá tính, đẹp thời trang. Vành đúc thì là sẽ có hai loại, đó là những cái vành chín nan kép thế này, hoặc là mình có thể độ sang những cái vành nan đơn như thế này giúp em ạ. Em Trang xin giới thiệu thêm một màu sắc nữa cũng là rất là bán chạy ở bên em, đấy là dòng Quay Alpha màu đỏ. Quay Alpha màu đỏ thì giá bán nó cũng chỉ khoảng hơn 18 triệu đồng thôi ạ. Dòng Quay Alpha này thì chỉ cần trả trước cho em cũng khoảng 5 triệu thôi. 5 triệu là mình có thể di xe về rồi. Thủ tục trả góp thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần mỗi căn cước công dân. Mình có thể liên hệ cho em Trang qua số điện thoại 0961 836 660 giúp em nhé. Tiếp theo ạ, thì em xin giới thiệu thêm dòng xe số cũng khá là bán chạy ở bên em, đấy là dòng xe RSX. Dòng xe RSX thì hiện tại bên em đang trưng bày cái dòng vành đúc vành đĩa, đây là dòng xe năm nay bán chạy nhất ạ. Dòng xe vành đúc vành đĩa này thì hiện tại giá bên em đang bán có giá khoảng hơn 25 triệu đồng ạ. Đây là dòng xe FI thì đi rất là tiết kiệm xăng. Hiện tại thì bên em đang sẵn những cái màu của dòng vành đúc như là màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Đối với dòng này thì trả góp mình chỉ cần trả trước cho em khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng là mình có thể dinh xe về rồi ạ. Tiếp theo thì mình ngay đây thì đã có dòng xe Vision. Dòng xe Vision thì là dòng xe thời trang thanh lịch đẹp. Và giá xe thì cũng rất là hợp lý cho tất cả các bạn như là sinh viên hay là mới ra trường, hoặc là đơn giản là chị em mình có rất là nhiều kiểu dáng để cho mình lựa chọn. Ngay bên cạnh em đây là dòng xe Vision phiên bản cao cấp màu trắng. Và cao cấp màu trắng này thì giá bên em đang bán dao động có khoảng hơn 32 triệu đồng thôi ạ. Giá em báo sẽ là giá báo giá nguyên xe cho khách hàng. Ngoài ra khách hàng có nhu cầu muốn nhờ cửa hàng làm đăng ký xe, đăng ký theo kiểu dịch vụ nhanh gọn ra biển là ra đăng ký cho mình thì giá đăng ký đã khoảng dao động khoảng 1,3 triệu, 1,4 triệu nữa thôi ạ. Trên xe Vision này thì bên em sẽ lắp thêm một số phụ kiện cho khách hàng tham khảo nhé. Đấy là mặt nạ thời trang, mặt nạ thanh lịch đẹp và những cái bộ phụ kiện lắp trên xe này giúp em ạ. Như những cái nóc sàn để chân này hay là những cái bô lọc gió lốc máy ạ. Những cái bộ này thì mình chỉ lắp thêm để mất khoảng vài trăm nghìn nữa thôi ạ. Tiếp theo ngay bên cạnh em về đây là dòng xe Vision phiên bản đặc biệt, phiên bản màu xanh nhám, phiên bản vành thấp cũng được khá là nhiều chị em gọi là chibi nhỏ nhỏ ấy. Này lựa chọn là cái dòng xe này rất nhiều màu sắc là nó là màu trung tính thì thật ra thì nam đi cũng được, nữ đi cũng được, khá là đẹp. Bản này thì bên em đang có giá khoảng hơn 34 triệu đồng giá nguyên xe. Thủ tục trả góp thì cũng như quen pha thì mình trả trước cho em khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng. Dòng xe này thì chỉ cần mỗi căn cước công dân, không thẩm định, rất là nhanh thôi, tỷ lệ duyệt thì rất là cao, từ 10 đến 15 phút là mình có thể lấy xe về rồi ạ. Tiếp theo đây thì em Trang xin giới thiệu đến dòng xe cái phiên bản mà làm mưa làm gió bestseller ở bên nhà em, Vision phiên bản thể thao. Phiên bản thể thao thì hiện tại bên em đang sẵn tất cả màu luôn, là màu đen nhám và màu xám xi măng. Đây là phiên bản vành cao nhé, có thể xem vành giúp em là vành cao ạ. Đi những cái dòng xe này dáng thì nó sẽ thon dáng hơn này, bay dáng hơn, mình nhìn đẹp hơn. Dòng xe này thì đang có giá dao động khoảng từ 37 triệu đồng, khoảng 37 triệu đồng giá nguyên xe. Phụ kiện thì mình cũng lắp thêm cái gì thì bên em sẽ tính thêm cái đó. Tiếp theo thì nó là phiên bản cổ điển, phiên bản mới của 2024 đấy ạ.
Cái mảng cổ điển thì hiện tại bên em đang sẵn cả hai màu luôn, màu xanh và màu vàng. Thì màu xanh này giá dao động nó khoảng hơn 37 triệu đồng ạ. Đối với các bạn chưa đủ kinh tế để mình mua trả thẳng thì mình có thể mua trả góp giúp em nhé. Trả góp thì cũng đơn giản thôi ạ. Đối với dòng xe Vision mình trả trước cho em từ 7 đến 10 triệu đồng là mình có thể dinh xe về rồi ạ. Khách hàng mua trả góp hoặc là cần hỗ trợ về xe, màu xe, giá xe thì mình có thể liên hệ qua số điện thoại 0961836660 giúp em ạ. Em Trang xin giới thiệu về dòng xe Lead. Dòng xe Lead thì là dòng xe quốc dân của chị em mình rồi. Dòng xe Lead này thì được trang bị là động cơ 125, máy thì cực kỳ đầm, cốp xe thì 37 lít cực kỳ rộng rãi. Và hiện tại thì bên em Trang đang có tất cả các phiên bản của dòng xe Lead luôn, phiên bản tiêu chuẩn này. Phiên bản tiêu chuẩn thì mặc định nó sẽ là màu trắng ạ. Đèn thì bóng đèn halogen. Dòng xe phiên bản tiêu chuẩn này thì bên em đang bán giá có khoảng 39 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt này thì giá nó sẽ cao hơn, nhỉnh hơn cái phiên bản tiêu chuẩn một chút. Đối phiên bản đặc biệt này thì bên em đang báo giá có khoảng hơn 41 triệu đồng thôi ạ. Nhỉnh hơn 41 triệu đồng một tí thôi. Phiên bản đặc biệt này thì được trang bị là đèn led 2 tầng cực kỳ sáng. Mặc định là vành của nó đã là vành đen sẵn thì giúp em nhé. Vành đen này thì là vành của Honda. Vành chống han gỉ, chống gỉ sét rồi, đi cực kỳ bền luôn. Cốp xe rộng rãi. Phụ kiện thì mình cũng lắp thêm gì thì bên em tính toán thôi. Phụ kiện thì đơn giản thôi, mình có thể lắp thêm những cái bộ bảo vệ là dán ni non, cuốn dây xăng để tránh chuột cắn. Hoặc là đơn giản là mình thích lắp thêm mặt nạ thời trang thì bên em sẽ tính tiền thêm nhé. Giá dao động nó chỉ khoảng hơn 1 triệu thôi. Ngoài ra thì bên em xin giới thiệu thêm phiên bản Lead cao cấp thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Cái màu của dòng xe Lead thì nó là dòng xe toàn giá, dòng xe basic tức là nó sẽ không bị quá nhiều màu như dòng xe Vision. Nhưng mà cực những cái màu này thì nó sẽ không bị lỗi mốt, cực kỳ bền màu luôn. Cái dòng xe Lead thì bên em đang báo giá dao động nó khoảng hơn 40 triệu đồng thôi ạ. Đối với dòng xe Lead thì anh chị có thể trả góp cho em là từ khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Thủ tục cũng chỉ cần mỗi căn cước công dân thôi là mình có thể dinh xe về rồi. Tiếp theo đây thì em Trang xin giới thiệu quý khách hàng thêm một dòng xe nữa, đây là dòng xe SH-MORE. SH-MORE thì bên em đang trưng bày 3 phiên bản luôn ạ. Phiên bản cao cấp có màu xanh này. Màu xanh này thì cực kỳ lạ mắt luôn, bắt mắt. Dòng xe này thì bên em đang báo giá thì có khoảng hơn 62 triệu đồng rồi ạ. Tiếp theo là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt này thì giá dao động nó khoảng 65 triệu đồng. Bên em cũng sẽ hỗ trợ trả góp cho đối với dòng xe này thì mình trả trước cho em từ 18 đến khoảng 20 triệu đồng ạ. Bên cạnh em đấy là dòng xe SH-MORE phiên bản thể thao, được trang bị phanh ABS. Tất cả các dòng xe từ bản cao cấp này, đặc biệt hay thể thao được trang bị phanh ABS đi cực kỳ an toàn luôn. Thế là đối với nữ trong trường hợp mình phanh gấp thì nó sẽ giữ cân bằng được hai bánh xe đi cực kỳ an toàn. Màu xám xi măng thì bên em báo giá nó khoảng hơn 64 triệu đồng thôi. Giá cực kỳ mềm cho anh chị em là mình có thể dinh xe trong thời điểm này. Tiếp theo thì em xin giới thiệu về dòng xe Avalanche. Avalanche thì hiện tại thì bên em đang có đủ tất cả các màu dòng xe Avalanche 125 luôn. Đấy là phiên bản màu xanh đen, đỏ đen là phiên bản tiêu chuẩn. Và phiên bản đặc biệt thì nó sẽ là màu đen nhạt. Giá dao động thì bản xanh này nó khoảng 41 triệu đồng thôi ạ. Giá rất là mềm rồi. Giá nguyên xe. Còn ngoài ra thì mình muốn nhờ cửa hàng đăng ký thêm hoặc là làm thêm phí dịch vụ xe ra biển, ra đăng ký thì nó mất khoảng hơn 1,5 triệu nữa thôi ạ. Đối với dòng xe Avalanche này thì mình có thể lắp thêm những cái phụ kiện cần thiết cho xe, ví dụ là dán ni non xe này hoặc là nắp gác ba ga. Đó, những cái bộ phụ kiện này thì đẹp, bền, chắn ạ. Dòng xe Avalanche này thì nam đi cũng được, nữ đi cũng được. Là thích hợp cho những cái người mà mua xe cho cả gia đình đều đi. Và nó có hai giảm sóc thì cực kỳ khỏe, đèn led, đèn thông minh chiếu sáng, đèn định vị xe, giá cực kỳ mềm luôn. Đối với dòng xe này thì mình trả góp cho em từ khoảng 12 đến 15 triệu đồng ạ. Mình cần hỗ trợ về trả góp này, giá xe, màu xe thì mình có thể liên hệ em Trang theo số điện thoại 0961836660 giúp em nhé. Tiếp theo thì em Trang sẽ giới thiệu về một số dòng xe, mẫu xe của dòng xe SHI. SHI thì hiện tại thì em đang trưng bày đó là bản tiêu chuẩn và bản cấp. Bên em vẫn đang đủ sẵn tất cả các màu trong kho nên là mình cần phải hỗ trợ về giá xe SHI hoặc màu xe thì mình có thể nhắn tin cho em qua fanpage cửa hàng xe máy Minh Thành Yên Lạc hoặc là nhắn tin qua số điện thoại, gọi điện qua số điện thoại 0961836660 giúp em ạ. Đối với phiên bản tiêu chuẩn của SHI thì bên em đang báo giá nó khoảng hơn 74 triệu đồng thôi ạ. Đối với bản cao cấp của SHI này thì nó đang có giá khoảng 83 triệu đồng. Đối với khách hàng của em Trang có thể nhắn tin qua fanpage thì lúc nào cũng sẽ có giá ưu đãi nhất và sẽ được tặng voucher giảm giá khi mà mình mua xe nhé. Mình cần liên hệ với em thì vẫn cứ nhắn tin qua fanpage giúp em hoặc đơn giản là mình có thể gọi điện cho em qua số điện thoại 0961836660. Hôm nay thì em Trang xin dừng buổi livestream ở đây. Khách hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại hoặc là qua fanpage thì mình có thể gọi giúp em để nhận giá ưu đãi tốt nhất. Em xin cảm ơn ạ.